Rồi chào anh em nha, hôm nay là 3 tháng 6 năm 2021. Hôm nay mình mới về được thêm được 3 bộ số cúp 4 số hàng zin đã xe kho nội địa Nhật về nha anh em. Đúng số zin đã xe kho nội địa Nhật về. Tình trạng là cực đẹp, đẹp hơn 95% luôn. Số cực đẹp, len keng xe ben ha. Số cúp này là số zin hàng đã xe kho nội địa Nhật về. Anh em hay gọi là số kích tâm, số tâm 2, tâm 4 này kia là nó đó. Là này nè anh em. Vô xe zin hay xe độ đều chạy rất là phơi. Hậu sâu thâm thẳm luôn. Nha. Rồi, bộ số cấp bấm số hàng zin đã xe kho nội địa Nhật về này cực đẹp như thế này á. Là mình bán có giá là 1 triệu một bộ nha. 1 triệu một bộ như thế này nha anh em. Không thể chơi vào chỗ nào được. Anh em nào chơi xe độ làm độ này kia là đưa một số này vô là hết sảy nha. Hậu sâu thâm thẳm luôn. Mấy số này đã xe kho này địa Nhật về nha anh em. Nhìn đi trang mà len can như mới vậy đó. Nên số này là số zin nha. Chạy là còn rất là đẹp luôn. Bao anh em thì thử test nha. Dạy được 3 bộ nè. Anh em nào cắn alo không nha. Giá hôm nay là 1 triệu bộ nha. Xe này là số dành cho xe cúp một nồi nha anh em. Anh em về lắp vô CD, cúp, Charlie rồi này kia là ok hết. 1 triệu bộ. Lâu lâu mới có, anh em nào cặn alo em nha. Số này rất là hiếm, lâu lâu mới có.